những cái hình gì nè. Đó, đẹp chưa? Xài BBQ các kiểu nha. Đây là trên fanpage đó. Xài. Đấy nào, bơi lội này, chèo thuyền cano các kiểu này. Xài. Xài. Tuyệt vời. Đang qua đó, cóc sỏi đang qua đó. Nhưng nào? Mày cứ hỏi tao mấy cái đó. Cho coi lại hình coi. Sao ui giời, nè, đốt lửa trại cái kiểu đi sợ. Nhưng mà nó đâu có đã bằng Dù, 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 dù. câu hỏi dài mẹ chúa. Nào mọi người ơi, cùng nhau vào trong giỏ hàng và cùng nhau chốt đơn nha. Mai con sinh nhật Ngọc Anh ơi. Đâu có đâu, sinh nhật Ngọc Anh ở nhà làm một cái mâm cơm để mời mấy người hàng xóm. Nào 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 nào. Tôi đâu biết mai sinh nhật Ngọc Anh đâu. Hôm bữa đi ăn chè bưởi chị Nhi nói rồi mới biết đấy chứ. Nào, cùng nhau vào trong giỏ hàng. Phí cao hả thầy ơi? Phí cao thì chắc là do tài khoản của mình mới hay là gì đó. Mọi người mua thì mọi người chúng ta mua công. Thế hả? Ok, tao ghi âm cái câu này rồi nha. Mày là cái con tham lam hết đấy. Tao mua cho mày cái gì mày cũng đòi gấp đôi. iPhone 15 thì các kiểu. Thôi được rồi, tao ghi âm cái câu này rồi. Chứ tao nói ra để mày nói cái mồm mày ra đó. Để mai mốt mày có đòi hỏi gì thì tao sẽ đọc câu thần chú. Tham lam là một tội ác, tham lam là đức tính không tốt con nè. Con tham mình phải làm cho tới được có ham. Con này mọi người nghe nó nói chưa? Con này nó lại đang xi nhan phải rồi, nó cũng lại rẽ trái rồi đó. Nào mọi người ơi, quất đơn nào, quất liền, quất liền. Mày bớt nói cóc ổi me xoài đi mày, phải nhét mẹ cái dép vào mồm bây giờ đó. Hồi tới không đừng có ăn nha. Nó còn tùy vào cái khẩu hình cái miệng tao nó nhạt hay nó đắng hay nó chua. Nào mọi người ơi, cùng nhau vào trong giỏ hàng cùng nhau chốt liền. Ông là con chó. Đấy, mày lại bắt đầu tầm bậy tầm bạ đó. Đúng rồi. Mày nói chuyện với bố mày vậy đó hả? Rồi mày lên chờ mày nói chuyện với cô vậy hả? Có. Sút mày chết cha mày. Nào vô. Đang đây là số thử. Quất lên nào mọi người ơi. Mà đâu, mà đâu. Hết mã, thấy chưa? Không nhanh là hết mã. Chuẩn bị nào mọi người ơi. Mọi người combo 4 số 8 chỉ 299k. Đấy, combo 4 trang số 8. Mọi người ơi, cái con này bố đã có test rồi chứ. Nào mọi người ơi, combo 4 chai sữa tắm là một cái sản, một trong những cái voucher tuyệt vời nhất. Hồng xin giới thiệu mọi người nha, một chai sữa tắm này là 500ml, giá bán của những ngày đầu một chai là 295.000. Vậy mà bây giờ mọi người chỉ bỏ ra 299.000 thôi là mọi người có tới 4 chai. Khác nào mọi người mua một mà được tới 4. Nó rẻ dã man. Nào mọi người ơi, chỉ có đúng 30 mã thôi. Ai không nhanh tay thì hết. Và đây combo 4 chai sữa tắm của chúng ta nha. Đây, đây là combo đây. Phải hương này, gạ mật này, vanilla dừa này và trùng ngây. Mỗi một cái nó đều có một cái hương vị khác nhau. Và Hùng nói thật với mọi người nha, để mình tư vấn cho mọi người nha. Ví dụ như mọi người nhà có chăn mền và các cái đồ dùng sinh hoạt, đúng không? Hay là những cái quần áo gì mà vải của nó là cạp tông đó, thì mọi người xài, mọi người giặt bằng bột giặt thì nhiều khi nó sẽ bị hao mòn đi và nó cũng không có sạch sẽ thơm như là mọi người xài bằng sữa tắm đâu. Thì bây giờ mọi người thử nghĩ nha, bột giặt hay là cơm pho các thứ mọi người mua để mọi người giặt những cái đó thì nó giống như bây giờ 299.000 thì coi như là 300 chẵn thì mọi người chia cho 4 thì mọi người thử nghĩ xem là coi như là một chai bây giờ mọi người mua là chỉ có khoảng tầm 70 mấy ngàn thôi, so với ngày xưa là một chai của nó là 295 ngàn. Thì một chai này nó sẽ làm được nhiều công dụng nha, tắm nha. Không sợ thì không đồng nghĩa rằng là mày cứ đến mày sáp sáp vô. Ok. Ê, con này vô mày, tay tôi đụng mông cũng bị lay rồi. Thầy mày đang hoàng đi. Ê mày, cái con này thật tình chứ mày. Kiếp cái con này, mẹ thật này, mày không biết xấu hổ là gì đó, nói như thế rồi kiếp thật chứ. Ý giời ơi. Ôi trời ơi. Thiệt tình thật chứ. Đi đã. Để tao bán hàng vào đào bi. Cái con này thật chứ. Mày có hỗ trợ. Lên combo 4 loại. Lên combo 4 loại.
hai bánh và hai nước để bóp mọi người. Bây giờ nhá, từ đợi xíu nhá, riêng cái sản phẩm này hôm nay cho mọi người biết thế nào là giá trị của cái việc mà tham gia những cái buổi live có cái sale hấp dẫn. Bốn, đây là combo này. Đây là combo 4 món, sản phẩm của nó bây giờ đang là 1.162.000. Mọi người comment giúp Hùng đi, mọi người muốn lên giá bao nhiêu? Mì, mày để mày. Mày đã không hỗ trợ thì mày để ra bán hàng tập trung vào nào. Nào mọi người ơi, 1.162.000. Ôi trời, quên, sorry mọi người, mình không nên hỏi cái câu này. Mình cứ không nên hỏi, tại vì mình hỏi xong thì toàn 1 đồng với 0 đồng với 99 ngàn thôi. Nói chung là mình biết tình cảm của mọi người dành cho mình thì rất là bao la. Không đồng, không đồng, không đồng, không đồng. Là tình cảm, đây là sai lầm của mình. Tình cảm vô lây á. Đó là đi hỏi những cái câu như thế này. Vâng, Hùng xin được nhắc lại. Xin lời nói đầu tiên, anh Trần Nguyễn Hùng lên mã 1.000 đồng. Xin mời quý khách chốt đây. Và lời đầu tiên xin được sự trân trọng nhất. Vâng, ngày hôm nay anh Hùng sẽ lên mã 1.000 đồng và giá 0 đồng. Và sản phẩm ngày hôm nay bao gồm 1.000 1.000 1.162.000 nghe là hộp 1.000 đây là 1.000 đây TikTok đang nói kìa, giá và ấy phải đồng nhất kìa, đang nhắn tin cho tao này. Bạn đã không thống nhất giá của sản phẩm trong phiên live kìa. Hùng xin được chia sẻ nha. Đây là combo 4 món đầu tiên đưa ra cho mọi người với mức giá rẻ nhất từ lúc bán thực phẩm đến bây giờ. Và ngày hôm nay là 51 năm của Colin. Nên mình sẽ để cho mọi người combo này 15 mã thôi. Đây, ai nhanh tay nhất thì đạt được. Mày làm gì vậy? Mẹ mày con gấu mà mày đi mặc váy vào. Quốc đơn liền. Nào mọi người ơi, đây là combo rẻ nhất cho mọi người từ bữa đến giờ đấy nha. Mà mọi người không tranh thủ vào thì chỉ còn 10 mã nha mọi người. 10 mã kìa mọi người ơi, còn đúng 10 mã. Còn đúng 10 mã, còn đúng 10 mã. Nào từ từ nha mọi người ơi. Cái bạn này bạn nhắn tin bạn hỏi mình là đặt 2 lần vậy có tính thành 2 đơn rồi ship 2 lần hay gộp là 1 hả bạn? Rồi bên kia lại ngày hôm nay em đi trong mưa rồi. Thôi, em hôm nay cho bạn nghe bạn có uống gì nha. Tôi mới vừa mua nước cho bạn. Mình vừa giải thích. Bạn mới uống gì? Hồi tới có đồ ăn cho bạn. Ai đông ai đếm hết bao giọt sầu. Rồi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Đặt giùm em một combo 4 món. Ok em. Rồi mọi người ơi, chúng ta nên tận dụng chốt đơn. Sao không tăng cái này ta? Nào mọi người ơi, còn 3 mã. Xong rồi chuẩn bị lại lên mã mới nhá. Anh ơi, các bạn hỏi là cách sử dụng bột trong má và bột tô. Ôi, cách sử dụng bột trong má và bột tô nó cực kỳ đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần lấy một cái ly nước hoặc là một cái chai nước suối. Mọi người múc tùy vào cái lượng bột. Ví dụ như một muỗng thì mọi người pha với khoảng tầm một ly nước hoặc là 125ml. Sau khi mà mọi người đổ bột vào hay là một cái muỗng bột vào, mọi người chỉ cần khuấy đều lên, sau đó là mọi người uống thôi. Còn nếu muốn uống ngon hơn thì mọi người pha với sữa đặc không đường hoặc là thêm ít mật ong. Mọi người ơi. Ăn chả ngon, không phải ăn ngon. Há mồm ra. Há mồm ra. Nhức nhắc nhức nhắc. À, hắn còn nghe cắp phải ở mê ó ngó. Nói gì mày à. Chút ăn cái này không chấm muối thì không ngon. Cái này là gì? Cái này gọi là gì? Nào thầy biết các học trò đang cũng rất là thèm. Há mồm ra. Há mồm ra à. Mà tôi nói với mọi người nhiều lần rồi nha. Ví dụ như mình ăn uống á, mà trước mặt mọi người hay là bất cứ nơi đâu, mình cũng phải thật sự là tế nhị một xíu. Ăn gì mà từng ăn một phát như vậy thì nó không ra dáng. Trên trường cái thứ nó phải
À không được. Đâu rồi, ăn này nhỏ rồi. Cái khúc này ta nghe, ta thấy nó nghiêng nghiêng. Đúng rồi. Nè. Ngon, 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 ngon. Rất hộp nè, ngon. Của mắm rượu. Nhức nặng, nhức nặng. Đó, ngon. Để. Cay quá. Cay quá. Trời mẹ cái thằng. Còn lại 3 mãi nha mọi người ơi. Nào mọi người, vào gọi hàng chốt đơn nào. TikTok nó bóp tương tác quá mình chả biết. Thôi ai mà cứ là biết ủng hộ. Cái gì mày nói gì? Hả? Đấm đít củ khoai sáng mai hãy ẻ, đấm đít củ khoai sáng mai hãy ẻ, đấm đít củ khoai sáng mai hãy ẻ. Đó, câu thần chú. Hay là hát ẻ là một cút dài hơn. Nãy giờ cái tôi muốn nọ. Tôi chết cha để ăn chua mà uống nước đá này còn bị đau bụng ẻ nó thế chết thế. Nhiều học trò như thế này thôi. Nãy giờ tôi đâu uống. Xong rồi. Tao cảm giác nó ục ịch rồi đấy. Rồi chết mẹ rồi. Đấy, đã có đứa nó báo tôi rồi này. Trời ơi, bà mẹ nó. Thôi tôi nghi nghi rồi, sao dạ. Xong, thôi xong. Thôi xong rồi. Rồi xong cái giật nãy tâm của tao cọc đó. Dạ. Đâu có thể đến một mày chuẩn bị tới đời này. À mọi người ơi, Cam Body đang lên cho mọi người 360 giảm còn 199.000 mọi người vào giờ này. Tại vì những cái người đẹp về nhan sắc thì người ta mới dìm xuống để nó bớt lại. Mày không? Mày thấy có ai mà xấu mà được tìm đâu. Thì có những người họ đẹp. Họ đẹp theo kiểu là tỏa ánh hào quang, đẹp quá khiến người ta ghen tị, người ta mới cố gắng người ta dìm xuống để bớt cái vẻ đẹp đó. Lên sau thì ma về. Nì hao mà. Nì sao 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 hao la. Mà ông xấu như quỷ vậy. Giờ ta mới biết nì hao là mặt xấu như quỷ đấy. Tao ở Trung Quốc, ở quen tao ở sống ở Hồng Kông bao nhiêu năm bây giờ tao biết Nhĩ Hào là mặt quỷ đấy. Hết mã rồi người. Hết mã, thế giờ không nhanh thì làm gì mà còn mã. Cho mọi người nước hoa pha men.